Hello mọi người, đây là mình Sunny đây. Và là chúng ta đã bước sang một cái tháng mới, tháng 3 rồi. Và hôm qua là ngày 28 tháng 2, ngày cuối cùng của tháng. Tôi cũng đã được nghỉ ngơi một ngày để bù lại cho những cái ngày ra video thiệt là năng suất nguyên cả một tháng luôn. Ok, vậy thì hôm nay ngày đầu của tháng mới thì mình sẽ làm gì đây? Giờ này mọi người có thấy là tôi ra khá là nhiều video về nhà cửa không? Nào là gợi ý thiết kế nội thất nè, nào là chỉ cách xây phòng ăn, phòng ngủ, phòng vệ sinh. À chưa có, chưa phòng vệ sinh. Hoặc là kiểu review nhà đồ này kia đó. Thì dạo này tự nhiên tôi cảm thấy là tôi rất là nghiện cái xây nhà, sắp xếp nội thất đồ này kia. Thế nên là hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa hay thì nhà phát hành game vừa ra mắt cái bộ sản phẩm nội thất mới, là cái bộ gì, Kỳ Lân Hồng hả? Tôi cũng không nhớ tên nữa, nhưng mà đại khái là vậy. Thì có thể là với một số bạn thì nó không còn mới nữa, nhưng mà với tôi thì mới, vì hôm nay tôi mới xây mà. Và vì là nội thất mới nè, với là giá của nó cũng hơi cao một chút, thế nên là lần này tôi sẽ không tham khảo được ý tưởng này trên mạng, mà sẽ xây theo cái mắt thẩm mỹ của tôi nha. Thành ra thì nếu mà mọi người thấy ok thì mọi người xây theo, còn mọi người không thấy ok thì mọi người coi giải trí hen. Trước đó thì để tôi kể cho mọi người nghe, mọi người có thấy cái khu vực này trống hoang hoác không có cái gì không? Lý do là vì tôi vừa đi quanh cái nhà xong, cái gì mà hồng là tôi cất vô hết, tôi lấy lại hết. Nói chung là để tập trung để xây cái khu vực này, thế nên là nhiều chỗ trong nhà nó bị mất đồ vật á. Như mọi người đã biết thì cái gói cõi mơ Kỳ Lân này được bán trong cửa hàng với giá là 7.99 đô. Nhưng mà thực chất á, chúng ta có thể mua tất cả cái món đồ ở đây trừ cái đèn mặt trăng thôi, là có thể mua bằng tiền sau với lại kim cương ngay trong cửa hàng nội thất đó. Thế nên là chúng ta có thể bỏ qua cái gói này nha. Đây, những cái đồ vật được bán trong cửa hàng nó còn có thêm cái sân khấu mây nữa, nhưng mà cái này tương đối đắt, thế nên là mọi người có thể cân nhắc nha. Với tôi thì chắc là tôi không có mua đâu. Ok, đây là tất cả những cái món đồ trong nội thất mới nè. Chúng ta cùng bắt đầu xây nha. Lúc mà lần đầu tiên thấy cái gói nội thất Kỳ Lân này á, là trong đầu tôi nghĩ ngay tới mấy cái phòng ngủ của mấy bé gái hồi trước á. Không, hồi nay cũng có chứ. Kiểu mấy cái phòng mà toàn màu hồng, toàn màu tím, kiểu mộng mơ á mọi người. Với là cái kiểu mà có hai tầng, ở phía trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học á. Mọi người có hình dung ra được cái kiểu giường đó không? Kiểu hồi trước tôi rất là mê cái giường đó nha, mặc dù mình đã lớn rồi á. Và trong đầu tôi lúc mà thấy cái nội thất này là nghĩ ngay tới cái đó luôn. Thế nên ý tưởng ban đầu của tôi là sẽ phân ra làm hai tầng. Tôi vừa xây xong cái cầu thang bằng mấy cái khối Lego màu hồng với là cái màu da. Đoạn này là tôi đang đặt cái phần nền phía trên đó. Mọi người dùng một cái bàn bất kỳ với là một cái bể KXL đặt lên. Sau đó mọi người lắp cái tấm thảm màu hồng caro này lên trên cái bể cá. Hoặc là mọi người có thể dùng cái tấm thảm màu hồng trong cửa hàng á. Nói chung là sẽ có hai loại màu hồng. Cái này là tùy sở thích mọi người để mọi người chọn nha. Tôi sẽ lắp ở đây là 6 tấm thảm caro hồng ha. Vì cái khu vực tôi chọn khá là nhỏ, thế nên tôi chỉ dùng 6 tấm nền thôi. Nếu mà mọi người muốn xây lớn hơn thì mọi người đặt nhiều tấm nền hơn nha. Nhưng mà cái nội thất hồng này, cái nội thất Kỳ Lân á, nó khá là đắt rồi. Thế nên tôi nghĩ là mọi người chỉ cần xe nhỏ là ok rồi á. Ok, giờ lên tầng 2 xe nha. Trước tiên mọi người phải kiểm tra xem là trong phần nội thất mới nó có những cái gì. Sau khi mà ngắm nghía được cái liều màu hồng này thì tôi quyết định là sẽ đặt nó ở đây. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải xây cái lan can đã. Đã xây cái khu vực phòng cho mấy bé gái rồi mà không xây lan can thì mấy bé sẽ dễ té xuống dưới lắm. Tôi sẽ dùng cái vách ngăn lưới trắng này ở đây nha. Chắc mọi người không quên cái phần vách ngăn trong cái sự kiện lễ tình nhân vừa rồi chúng ta được nhận đúng không? Thì nó quá là hợp với cái nội thất lần này luôn á. Nên là tôi lấy ra dùng luôn. Mọi người nhìn đi, nhìn không biết là hai cái bộ nội thất khác nhau đâu nha. Nó hợp đến kỳ lạ luôn á. Ở bên này chúng ta cũng sẽ đặt cái vách ngăn trắng như bên kia. Nhưng mà chỉ cần một cái thôi. Thế nên mọi người dùng mấy cái khối để đặt lên như thế này ha. Do cái tấm lưới này nó còn lòi ra hai cái chân nhìn không có thẩm mỹ lắm, thế nên là mình đặt thêm hai cái khối cầu vòng và nhìn cho nó giống cái trụ. Qua lại bên này thì mọi người gấp một cái tấm lưới trắng đi, vì cái lều nó đã che mất một cái tấm lưới rồi, mình không cần phải để tấm lưới đó nó tính thêm tiền của mình đâu ha. Sau đó mọi người vào một bàn và chọn một cái táp đầu giường màu hồng, thêm nữa là cái bàn màu tím trong cái bộ nội thất Kỳ Lân, và chọn cái ghế màu hồng nào trong cái cửa hàng nội thất tùy mọi người, nói chung là nó hợp là được. Sau đó mình thấy có cái tivi này màu hồng, nhưng mà mình đang kiếm cái bàn nào đựng cái tivi cho nó hợp thì mình tìm được cái bàn vua bắt cướp màu trắng này, nhìn nó cũng ok.
Sau đó thì mình đặt một cái máy làm sô-cô-la ngay bên cạnh cái tivi và một cái chậu cây lá màu hồng đó trên cái trụ. Miễn sao là nhìn nó không có trống trải là được, nhưng mà đừng có đặt nhiều quá nó sẽ bối mắt đó. Và bên này thì mình đặt một cái đồng hồ màu hồng, đồng hồ mình mở trong cái hộp thỏ cưng á. Về mặt cơ bản thì tầng 2 nó đã hoàn thành rồi, mình chỉ đang đặt thêm những cái đồ trang trí vào nhìn cho nó hợp lý hơn thôi. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái tầng 2 rồi nha. Bây giờ chúng ta cùng xuống tầng 1 và sắp xếp thêm đồ đạc phía dưới nha. Nói chung là vì ban đầu tôi không có ý tưởng nào rõ ràng hết, thế nên là nhìn trong cái đống nội thất có cái gì màu hồng là mình cứ lôi ra hết. Mình lôi ra, mình sắp xếp xem có hợp lý hay không, màu sắc nó có phối với nhau, hòa hợp hay không thì mình chọn. Còn nếu không hợp thì mình cất đi thôi. Đây như một ví dụ thì mình thấy cái tủ áo quần với lại cái kệ nó hợp lý quá, thế nên là mình lôi ra. Sau đó mình đặt thêm một cái gương toàn thân nữa thì nhìn vào như là cái khu vực để mà bé gái có thể thay đồ đi học vậy á. Còn cái tủ ngăn kéo của cái bộ nội thất kỳ lân á, tôi nhìn tôi thấy giống bàn trang điểm quá, thế nên là tôi cho nó là bàn trang điểm luôn. Thế nên là tôi chọn cái ghế bốn chân này nhìn y chang bàn trang điểm luôn ha. Vì là decor theo cái kiểu bộ nội thất mới, thế nên là tôi sẽ dùng hết tất cả những cái đồ vật có trong cái bộ nội thất đó, trừ cái sân khấu mây là nó nhiều kim cương quá nên tôi bỏ qua thôi, còn lại là tôi sẽ cố gắng tận dụng hết nha. Sau đó thì kiểu nhà có gì dùng nấy, cái vật nào mà mình thấy màu hồng là mình cứ bỏ ra, mình bỏ vô coi thì nó có hợp không. Nói chung là cố gắng dùng mấy cái đồ mình có sẵn để bớt tốn tiền hơn ha. Vì đợt này tôi đặt cái đồ thiết kế nó bên cái góc này nó quá nhỏ rồi, thế nên là sẽ không đặt thêm vách ngăn để tạo tường đâu ha, để không gian mở nhìn sẽ thoáng hơn. Nhưng mà tôi vẫn sẽ đặt thêm cái cánh cửa kỳ lân với là cái cửa sổ này vô, mục đích là để người khác nhìn vô thì sẽ thấy cái bố cục nó rõ ràng và dễ hình dung căn phòng hơn á. Nhưng mà vẫn sẽ không đặt tường nha mọi người. À, cái đoạn này tôi thấy cái cánh cửa nó mở vô thì nó chiếm căn phòng quá, thế nên là đẩy cho nó mở ra. Mọi người hiểu không? Phía bên ngoài thì tôi sẽ đặt thêm mấy cái đồ nội thất trong cái sự kiện lễ tình nhân. Vốn là tôi thấy cái màu của cái sự kiện trước nó không có được đẹp lắm, nhưng mà đợt này so với cái bộ nội thất mới thì tôi thấy khá là hợp với nhau, thế nên là tôi đặt thêm thôi. Đó, bên này thì tôi sẽ đặt thêm một cái cây hồng tình yêu nha, với lại cái bốn cái khóm hoa mà tôi mở từ cái hộp cổng tú cầu đó, làm thành cái đường lối đi vô nhìn cho nó kiểu thiên nhiên, hoa lá cành rồi đó. Nhìn có vẻ đơn giản vậy thôi chứ bốn khóm hoa cổng tú cầu này là hết của tôi 100 kim cương đó. Ok ok, xong rồi, bây giờ thì cùng tôi chốt sổ thôi. 52.000 tiền sao và 190 kim cương. Đừng để tiền rơi Nhi ơi. Nhưng mà phải rơi thôi chứ biết làm sao giờ. Tăng tăng. Wow, chốt xong cái nghe mùi nghèo đâu đây. Thôi nhưng mà không sao, Nhi vui là được. Ok, cùng Nhi nhìn lại tất cả căn phòng với bộ nội thất kỳ lân mới nha. Rồi, nếu như mà mọi người muốn tương tác với tôi nhiều hơn thì truy cập một trong những trang mạng xã hội ở đây nha. Ok, cảm ơn các bạn yêu đã xem đến đây nha. Đừng quên để lại cho Nhi một like ha. Tạm biệt mọi người. Sayonara.